Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 22 tháng 1 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo đẩy mạnh chi trả trợ cấp chính sách xã hội qua tài khoản ngân hàng. Tỉnh Hưng Yên tiếp nhận hơn 18.000 đơn vị máu trong năm 2023. Giúp học sinh có những trải nghiệm thú vị và hiểu hơn về ý nghĩa, nét đẹp truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc thông qua hội chợ xuân trong trường học. Các đơn vị cấp nước sạch đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên dịp Tết. An toàn thực phẩm trước cổng trường, nỗi lo còn bỏ ngỏ. Phát hiện 12 thanh niên bay lắc trong quán karaoke ở huyện Kim Động. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh Hưng Yên, tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động năm 2023, triển khai chương trình phối hợp năm 2024. Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương đánh giá cao công tác phối hợp của các đơn vị thành viên trong năm 2023, qua đó đóng góp cho sự phát triển chung cũng như đảm bảo đời sống an sinh của nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2024 cần tiếp tục phát huy thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các tổ chức thành viên, hoàn thành các nội dung đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, việc sáp nhập các đơn vị hành chính, công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các quy định pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Trước mắt, dịp Tết Nguyên đán năm 2024, tổ chức thăm tặng quà gia đình quân nhân đang công tác tại biên giới hải đảo, các hộ chính sách hộ nghèo, tổ chức động viên các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ chiến sĩ các hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng quỹ từ thiện nhân đạo và các phong trào thi đua. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản yêu cầu tổ chức chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và năm 2024. Theo đó, thực hiện công điện của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến những người hưởng chính sách đã có tài khoản ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền vận động những người hưởng chính sách an sinh xã hội tự nguyện mở tài khoản ngân hàng phục vụ công tác nhận trợ cấp, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ cơ sở, lực lượng công an cấp xã trong việc hỗ trợ phối hợp với ngành lao động thương binh và xã hội triển khai thực hiện. Phấn đấu hết năm 2024, tỷ lệ người hưởng chính sách an sinh xã hội có tài khoản ngân hàng đạt tối thiểu 30%. Hiện mỗi tháng, tỉnh Hưng Yên đang chi trả trợ cấp an sinh xã hội cho trên 64.000 người với số tiền khoảng 340 tỷ đồng. Thực hiện chủ trương nêu trên, hiện nay các xã phường trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang khẩn trương rà soát lên danh sách vận động các đối tượng chính sách trên địa bàn mở và nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng. Toàn thành phố Hưng Yên có trên 6.900 trường hợp người được hưởng chế độ an sinh xã hội, gồm người có công, người từ 75 tuổi trở lên và các đối tượng bảo trợ người khuyết tật. Đến thời điểm này, đã có trên 4.800 người đăng ký mở tài khoản, đạt tỷ lệ gần 70%. Các địa phương lựa chọn phối hợp với ngân hàng tổ chức mở tài khoản để tiến hành chi trả chế độ qua tài khoản theo đúng quy định. Trước mắt cũng khó khăn đấy, nhưng mà dần sẽ quen đi thôi. Sau này lĩnh các cái chế độ này chuyển qua cái tài khoản cũng có nhiều những cái là coi thuận tiện hơn. Thế rồi là coi mình muốn lấy lúc nào thì là coi tùy theo thì nó cũng là an toàn. Thành phố Hưng Yên phấn đấu việc rà soát đăng ký mở tài khoản cho đối tượng chính sách trên địa bàn hoàn thành trước ngày 30 tháng 1, trong đó phấn đấu ngay trong đợt chi trả chế độ tháng 1 và tháng 2 năm 2024 trước Tết Nguyên đán, sẽ chi trả qua tài khoản không dùng tiền mặt cho đối tượng chính sách đã có tài khoản đạt tỷ lệ 50%. Tuy nhiên, thành phố cũng có trên 100 trường hợp bất khả kháng không đăng ký được tài khoản là những người già đeo đơn, không có khả năng đi lại, không có người nhận thay để ủy quyền. Nhân ái tặng máu đào, ngọt ngào trao sự sống. Với tinh thần ấy, phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Hưng Yên đã và đang thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần đem lại niềm hạnh phúc cho cộng đồng. Những năm qua,
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức nhiều chiến dịch truyền thông và sự kiện hiến máu tình nguyện như ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, ngày quốc tế người hiến máu 14 tháng 6, chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng, chiến dịch những giọt máu hồng và hành trình đỏ. Trong năm 2023, có 7 trên 10 địa phương cấp huyện tổ chức được từ 3 đến 4 đợt hiến máu tình nguyện như huyện Khoái Châu, Phù Cừ, thị xã Mỹ Hào. Riêng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức được 9 ngày hội hiến máu tình nguyện. Nhận được sự phát động của Hội Chữ Thập Đỏ cũng như công đoàn cấp trên, công đoàn công ty của bản tổng đoàn Đốt Đo chi nhánh Hưng Yên cũng đã phát động và cũng đã có tổng là 35 đoàn viên tham gia chương trình hiến máu. Thì những cái giọt máu của đoàn viên công đoàn công ty đã giúp đỡ được những người cần đến những cái giọt máu. Trong năm 2023, toàn tỉnh Hưng Yên tổ chức được 48 cuộc hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được gần 18.500 đơn vị máu, tăng 3.000 đơn vị so với năm 2022. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tôn vinh khen thưởng cho gần 150 tập thể cá nhân gia đình tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 tỉnh Hưng Yên có những thay đổi về hình thức thi. Do đó, công tác ôn tập kiến thức cho học sinh khối 9 được các trường trung học cơ sở điều chỉnh cho phù hợp. Năm 2024, thí sinh dự thi môn tiếng Anh thay vì dự thi bài thi tổng hợp 3 môn, từ chiếm 40% điểm bài thi tăng lên 100%. Môn tiếng Anh đang là một trong 3 môn trọng điểm ôn tập tại các nhà trường. Những năm học trước, nhiều trường học chỉ tăng thời lượng ôn tập môn tiếng Anh từ giữa học kỳ 2 đến khi kỳ thi diễn ra, thì thời điểm hiện tại, việc ôn tập được thực hiện song song với chương trình chính khóa trên lớp và có thời lượng tương đương với các môn toán, ngữ, văn. Với tinh thần học đến đâu, ôn đến đó, giúp học sinh nắm chắc kiến thức môn học, các giáo viên tập trung luyện kỹ năng, làm những dạng câu hỏi theo đề thi minh họa, thường xuyên tổ chức làm bài kiểm tra khảo sát để phát hiện những lỗ hổng kiến thức kịp thời ôn tập. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí hân hoan chào đón Tết Giáp Thìn 2024, nhiều trường học trên địa bàn huyện Yên Mỹ tổ chức hội chợ xuân nhằm giúp cho các em học sinh có những trải nghiệm thú vị và hiểu hơn về ý nghĩa nét đẹp truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc. Ngay từ sáng sớm, sân trường tiểu học Tân Lập đã tái hiện lại bức tranh của phim chợ quê truyền thống Việt Nam với 30 gian hàng của 30 lớp học trưng bày đủ các mặt hàng Tết, ẩm thực, hàng tiêu dùng với những sản phẩm phong phú, đa dạng, mang đậm hương vị Tết cổ truyền dân tộc, được các em học sinh, phụ huynh, giáo viên nhà trường khéo léo chuẩn bị. Các em được trải nghiệm mua sắm trong cái không gian xưa. Tất cả các gian lều của các lớp chúng tôi đều thiết kế từ tranh, tre, nứa lá. Các sản phẩm bán ở tại hội chợ thì đều là sản phẩm thân thuộc của các làng quê Việt Nam để giúp các em hiểu về giá trị bản sắc văn hóa dân tộc với mục tiêu là cho các con tăng cường hoạt động, học mà chơi, chơi mà học. Không chỉ lần đầu được trải nghiệm bằng việc tự tay gói những chiếc bánh chưng xanh, nặn bánh trôi và trang trí chính sản phẩm mình làm ra, các em còn được hòa mình với các trò chơi dân gian như xin chữ đầu năm, kéo co, bắt vịt, biểu diễn thời trang từ các vật liệu thân thiện với môi trường, giấy báo in, túi ni lông, vỏ lon. Qua buổi trải nghiệm hôm nay, con đã hiểu nhắc Tết là nhắc đến câu đối đỏ, bánh chưng xanh là nhắc đến ngày đoàn viên cả gia đình sum họp. Con cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Sau hội chợ ngày hôm nay thì con muốn Tết Nguyên Đán tới để con được mặc quần áo mới và đi chúc Tết ông bà. Từ trước đến nay thì bố mẹ cũng chưa bao giờ nói chuyện với các con về ngày Tết cổ truyền mà chỉ đi chúc Tết ông bà, bố, cô, dì, chú, bác thôi. Nhưng mà hôm nay thì nhà trường tổ chức cho các con thì các con có thể hiểu được là ngày Tết cổ truyền là như thế nào. Mong là nhà trường có thể tổ chức cho các con được nhiều những chương trình trải nghiệm như vậy. Ngoài trường tiểu học Tân Lập, trên địa bàn huyện Yên Mỹ còn có trường tiểu học Nguyễn Văn Linh, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, trường trung học cơ sở Yên Phú, trường mầm non xã Ngọc Long cũng tổ chức hội chợ xuân với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị hấp dẫn các em học sinh. Đây được coi là buổi sinh hoạt ngoại khóa bổ ích giúp các em hiểu hơn về ý nghĩa Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của dân tộc. Ngành giáo dục đào tạo là có chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện khuyến khích tổ chức các cái hoạt động mang tính chất trải nghiệm để học sinh tiếp cận với những cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc trong cái tục lệ vui Tết đón xuân, đảm bảo cái sự phối hợp một cách đồng bộ với
cha mẹ học sinh để giúp cho các con có một cái sân chơi thật sự bổ ích. Hội trợ xuất yêu thương là kỷ niệm đẹp, giúp các em học sinh có một trải nghiệm thật vui, thật nhiều cảm xúc ý nghĩa. Mong năm mới đến với nhiều niềm vui, nhiều thắng lợi sẽ đến với các em học sinh, các thầy cô giáo và với tất cả mọi người, mọi nhà. Trước đây, những ngày Tết do nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng, ở một số địa phương xảy ra tình trạng nước yếu, mất nước cục bộ. Năm nay, để hạn chế thấp nhất về tình trạng này, các doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng đã chủ động có những giải pháp để đảm bảo cung cấp nước đầy đủ cho người dân. Năm 2023, nhà máy nước xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm đã đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng các bể lọc, bể chứa, các cụm hố van và mạng đường ống cấp nước, góp phần nâng cao công suất cấp nước cũng như điều tiết nước hợp lý cho các vùng cấp. Còn tại nhà máy nước tại Trạch huyện Quế Châu cũng đã lắp đặt thêm một đường ống 250 mới để cung cấp nước cho các khu vực ngoài đê, vốn trước đây nước bị yếu gây bức xúc cho người dân. Chúng tôi đã bổ sung thêm một đường ống là qua đê và cấp ra cho khu ngoài bãi, gồm cấp cho cái khu vực là Tân Châu, Đông Ninh, Đại Thập và một thôn Lâm Mẫu. Tại thời điểm này thì là nước ở ngoài đấy là rất là ổn định. Toàn tỉnh có 43 dự án cấp nước sạch đang hoạt động với tổng công suất thiết kế trên 250.000 mét khối ngày đêm. Trong đó, một số đơn vị cấp nước hiện đang tiến hành nâng công suất, mở rộng quy mô nhà máy, tỷ lệ đấu nối đồng hồ gần 80%. Tuy vậy, những ngày Tết, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân tăng đột biến từ 150 đến 200%, do đó có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt nước cục bộ vào các giờ cao điểm trong các ngày sắp Tết Nguyên đán. Để phục vụ việc cấp nước cho nhân dân, các doanh nghiệp, nhà máy đã tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ tại các hệ thống cấp nước. Hiện nay thì tất cả các máy móc đã sẵn sàng để phục vụ cấp nước cho dịp Tết. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn dự phòng một số những tình huống bất lợi, sự cố có thể xảy ra. Và đặc biệt là luôn trữ đầy nước trong các hồ sơ lắng, các bể chứa nước, phòng trường hợp mất điện thì vẫn còn có nước để cấp. Chúng tôi lo ngại nhất về cái thời điểm cuối năm là các hộ gia đình dọn dẹp nhà cửa và tập kết cái rác thải ra khu vực không đúng quy định và đốt rồi trồng cây, gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái ống nước sạch. Và cái việc mà để khắc phục sửa chữa thì tốn rất nhiều thời gian. Đặc biệt là các đường truyền tải, chúng tôi phải cần đến cả một ngày hoặc hai ngày mới khắc phục được các cái điểm ống thùng chảy đó. Để đảm bảo đủ nước sinh hoạt trong những ngày Tết, người dân cần sử dụng nước tiết kiệm, tranh thủ thời gian sử dụng nước cho các mục đích dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, sân vườn, rửa xe vào trước những ngày giáp Tết. Kiểm tra vệ sinh bể chứa, các phương tiện chứa nước và chủ động tích trữ nước hợp lý để có nước sử dụng vào các giờ cao điểm. Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024 trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian từ nay đến ngày 20 tháng 3, các hoạt động chính được tổ chức là truyền thông phổ biến quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cũng như kiến thức trong sản xuất, lựa chọn, bảo quản, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn đến người dân, tăng cường công tác kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp huyện xã, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm đối với những sản phẩm thiết yếu phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân. Việc làm này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm, tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi cũng đã phản ánh về tình trạng thực phẩm không an toàn trước cổng trường Trung học cơ sở Hồng Châu tại thành phố Hưng Yên. Ghi nhận tại các trường học khác trên địa bàn tỉnh, chúng tôi tiếp tục nhận thấy rằng an toàn thực phẩm vẫn là nỗi lo treo trước cổng trường học. Đây là hình ảnh vào lúc tan trường tại cổng trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Rất nhiều học sinh mua quà ăn vặt như xúc xích, thịt xiên nướng, đồ ăn được chế biến ngay bên lề đường. Việc kiểm soát quản lý các hàng quán vẫn đang bị thả nổi. Như trường trung học cơ sở thị trấn Yên Mỹ thì đặt ở một cái địa thế mà có thể nói rằng xung quanh hàng quán là rất nhiều. Để mà ngăn cản việc mà dân cư bán hàng ở bên ngoài thì quả thực là với các đơn vị nhà trường không thể làm được.
và biện pháp chủ yếu của nhà trường ở đây tức là tuyên truyền đến phụ huynh học sinh. Đầu giờ chiều, tại cổng trường tiểu học và trung học cơ sở Đồng Than, xã Đồng Than, nhiều học sinh tiểu học còn đem cả sữa hộp ở nhà đi để đổi lấy đồ ăn vặt. Các con hay ăn ở đây không? Con đầy. Hay ăn đây không? Ăn ở đây ngon không? Cái tiền này xin mẹ à? Không, 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 con đổi sữa, mẹ con phải cho con đổi sữa. Đổi như nào? Đổi sữa lấy kem. Lấy hộp sữa để rồi đưa cho ông ấy đổi cho. Cái trường không biết đổi không kem. Mẹ không cho đâu. Được gọi là kem ốc quế, nhưng khi hỏi được chế biến từ nguyên liệu gì, thì người bán hàng này với thâm niên hơn 30 năm đứng tại cổng trường cũng không hay biết. Không, đường đấy, cái bột sô-cô-la rồi là cái bột dâu rồi cho vào thích thì không thích thì làm trắng không. Màu thì nó khó, phải mua màu đó. Mua của nhà ta sản xuất từng chai, từng lít một thì mình lấy về mình đổ vào. Ừ, cái hóa chất ấy thì mình mua là ở tỉnh ngoài hay là Hưng Yên? Ở Hà Nội. Các đồ ăn ở đây có đặc điểm chung là màu sắc rực rỡ, bao bì bắt mắt. Giá bán dao động từ 1.000 đến 10.000 đồng một sản phẩm. Đây gọi là cái gì? Cá. Cá gì bà? Tôi không cho đầy cái ấy của nó đây. Thỉnh thoảng ô tô ta đi qua đây. Là gì ạ? Thế bà có hỏi? Cái giấy thì mất rồi. Thế bà có hỏi là cái cá này nhập ở đâu không? Không, người ta giao thì biết lấy chứ có biết đâu mà hỏi. Chưa chỗ nào bị đau bụng chắc. Vâng, chưa cháu nào ăn uống thì chắc. Làm sao già chúng tôi biết được. Làm không làm cũng không có đúng người ta làm. Thì không biết. Dẹp bỏ hàng quán trước cổng trường là việc làm cấp thiết. Tuy nhiên, đa số các trường đều cho rằng do các hàng quán nằm ngoài phía cổng trường nên nhà trường không thể ngăn cấm mà chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền đối với phụ huynh và học sinh. Ngoài cổng trường cũng xuất hiện một số các hãng bán hàng lưu động, nhà trường rất khó quản lý. Chúng tổ chức ra một cái đội tự quản và đội cờ đỏ để giám sát và các bạn học sinh trong các giờ ra chơi. Cũng trên nhóm phụ huynh thì nhà trường cũng đề nghị các bậc phụ huynh là không cho các con nhiều tiền để các con mua các sản phẩm mà nó độc hại ngoài trường mà nó trôi nổi, tức là nó không kiểm soát về an toàn thực phẩm. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra, ngoài việc nhà trường và phụ huynh phối hợp trong việc giáo dục cho các em ý thức tự bảo vệ mình, thì các cơ quan chức năng cần vào cuộc và đưa ra những giải pháp mang tính lâu dài để chấm dứt tình trạng hàng quán mất vệ sinh, bày bán tràn lan trước cổng trường học. Sáng nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm tổ chức cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 7 thửa đất của ông Đỗ Trọng Hùng, bà Đoàn Thị Tươi, anh Đỗ Văn Tuấn, chị Đỗ Thị Minh Phương có địa chỉ thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Căn cứ bản án số 25 ngày 4 tháng 11 năm 2019 và bản án số 35 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Tòa án Nhân dân huyện Văn Lâm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm ban hành quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Hùng, bà Tươi, anh Tuấn, chị Phương là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, có tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng vận tải và thương mại Thành Đạt để thu hồi nợ cho ông Cao Bá Mạnh là chủ nợ mới, kế thừa toàn bộ quyền nghĩa vụ đối với khoản nợ của công ty Thành Đạt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Kê biên đảm bảo cho khoản vay của công ty cổ phần tư vấn xây dựng CDC để thu hồi nợ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hưng Yên. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người và tài sản. Vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Phạm Ngôn Lão, huyện Kim Động tiến hành kiểm tra tại quán karaoke ven sông thuộc thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngôn Lão do Lý Ngọc Đức, sinh năm 1984, làm chủ, phát hiện nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại phòng VIP 03, Công an phát hiện 12 nam nữ thanh niên đang nhảy múa, bay lắc, không kiểm soát và có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, có 11 đối tượng dương tính với chất ma túy.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai được nữ nhân viên tại quán là Đặng Thị Lệ, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Giang, cung cấp 3 viên ma túy dạng kẹo và 2 túi ni lông ma túy dạng ke vào phòng hát cho nữ nhân viên. Phùng Thị Hằng, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ, cung cấp cho mọi người trong phòng hát cùng sử dụng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.